Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fake Game News. Ok, chúng ta cùng xem là tuần thứ 2 của tháng 5 có những thông tin gì thú vị và nổi bật nhé. Trong số đầu tiên của buổi livestream State of Play của Sony, tân tình tỏ ra không mấy hài lòng với những đầu game đã được giới thiệu. Vậy nên trong số thứ 2 của State of Play diễn ra vào rạng sáng hôm thứ Năm vừa rồi thì nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi trailer mới toanh của Final Fantasy 7 Remake đã được tung ra. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nói về trailer này nhé. Cũng giống như các trailer lần trước thì trailer lần này của Final Fantasy 7 Remake vẫn chỉ loanh quanh những phân đoạn đầu tiên của trò chơi ở Midgar khi mà Cloud cùng với tổ chức Avalanche tiến hành nhiệm vụ đánh bom nhằm vào lò phản ứng Mako của tập đoàn Syndra. Trailer bắt đầu ngay với một cảnh mở đầu quen thuộc của trò chơi khi mà Iris với một giỏ hoa trên tay đang quỳ gối trước một ống năng lượng Mako trong một con hẻm nhỏ ở Midgar. Ngay sau đó là lính của công ty Shinra xuất hiện để ngăn cản Cloud. Đây cũng chính là phân cảnh tại nhà ga lò phản ứng Sector 1 khi mà Cloud lần đầu tiên xuất hiện trong trò chơi. Tiếp đến là sự xuất hiện của God Scorpion, con trùm đầu tiên của game. Tại đây chúng ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong hệ thống chiến đấu của Final Fantasy 7 Remake so với những gì đã được công bố trước đó. Trong trailer tại sự kiện PSX năm 2015 thì Final Fantasy 7 Remake có một bảng lệnh khá giống với bảng lệnh của Kingdom Hearts khi mà bạn có thể chọn các lệnh như là Attack, Magic, Summon hay Items từ bảng này. Tuy nhiên thì trong trailer mới này, bảng lệnh đó đã không còn nữa và thay vào đó là một bảng khác cho chúng ta biết lệnh Attack này đã được gắn vào nút vuông, còn nút tam giác được gắn với một chiêu được gọi là Punisher, nút tròn được gắn với lệnh Commands Menu. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa rõ nút này gọi bảng lệnh lên như thế nào. Ở phân cảnh tiếp theo, chúng ta được thấy các thành viên của tổ chức Avalanche bao gồm Biggs, Wedge và Jesse băng qua một ga tàu. Chúng ta cũng được thấy rõ mặt Jesse trong phân cảnh này. Quay trở lại với Cloud thì có thể khá chắc chắn rằng đây là cảnh mà Cloud phải nhanh chóng rời khỏi lò phản ứng Sector 1 sau khi đã đặt bom tại đây. Ngay sau đó, chúng ta được thấy rõ hơn phần gameplay của Barrett khi sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt được gọi là Back Blast. Có thể khá chắc chắn rằng đây là một hệ thống kỹ năng mới chứ không phải là Limit Break. Ngay sau đó là gameplay của Cloud. Điều thú vị ở đây là chúng ta được thấy menu phím tắt của game trông rất giống với menu phím tắt của Kingdom Hearts với lệnh Braver, một trong những tuyệt chiêu limit của Cloud, và Potions trên đó. Ngoài ra thì cũng ở bảng lệnh này chúng ta được thấy phím L2 và R2 ứng với Tifa và Barret, cho thấy khả năng thay đổi nhân vật giữa trận đấu sẽ được thực hiện trong menu này. Mặc dù chúng ta có thể thấy cái tên Tifa xuất hiện trên phần HUD, nhưng hình ảnh của cô hoàn toàn vắng bóng trên footage gameplay, nên hiện tại hình ảnh chính thức của Tifa trong game vẫn chưa được lộ diện. Tuy nhiên thì rất may mắn là hình ảnh của cô người yêu của anh bạn thân, Iris, có thể được thấy rõ ở phân cảnh sau khi mà Iris đưa cho Cloud một bông hoa. Đây rất có thể là cảnh Cloud và Iris gặp nhau lần đầu tiên trong game sau khi Cloud cho nổ lò phản ứng Sector 1. Tuy nhiên thì trong game gốc, thay vì đưa cho Cloud một bông hoa, Iris đã bán nó với giá 1 gil. Điều này cho thấy là những tình tiết ở trong bản remake hoàn toàn có thể được thay đổi so với game gốc để phù hợp hơn với tiêu chuẩn game hiện đại. Tiếp theo là một con boss khác xuất hiện. Đây chính là Apps, con boss mà Cloud, Tifa và Iris phải chiến đấu sau phân đoạn giả gái nổi tiếng của Cloud tại dinh tự của Don Corneo. Điều này cho thấy rất có thể nhiệm vụ giả gái của Cloud vẫn được giữ nguyên trong phiên bản remake. Chúng ta cũng thấy được một cảnh gameplay ngắn ngủi của Iris ở cảnh này. Tuy cái tên Tifa cũng xuất hiện, nhưng hình ảnh của cô thì vẫn chưa thấy đâu. Trong những cảnh gameplay cuối cùng thì chúng ta thấy được Cloud đỡ đòn của kẻ địch, cho thấy rất có thể game sẽ có một nút đỡ riêng thay vì một lệnh trên bảng lệnh như trong trailer trước. Và quan trọng nhất là hai tuyệt chiêu Limit Break là Big Shot và Crush Slash được Barret và Cloud tung ra cực kỳ ấn tượng. Ở trong cảnh cuối cùng của trailer, chúng ta được nhìn thấy hình ảnh của Sephiroth xuất hiện trước mặt Cloud ngay sau khi quả bom anh đặt ở Sector 1 phát nổ. Sự xuất hiện này của Seph là quá sớm so với nguyên tắc, nên rất có thể hình ảnh xuất hiện trước mặt Cloud là ảo ảnh của Sephiroth. Cuối cùng, logo Final Fantasy 7 Remake hiện ra, và ngay sau đó là dòng chữ More to Come in June và logo PS4 ở bên dưới. Mặc dù đây là một trailer được đăng trong buổi livestream State of Play, nhưng trong cả trailer được đăng trên channel chính thức của Final Fantasy thì cũng chỉ có logo PS4 mà không có logo Xbox, nên khả năng cao là Final Fantasy 7 Remake vẫn sẽ là một tựa game độc quyền cho PS4 trong thời gian đầu phát hành. Với dòng chữ More to Come in June hiện ra thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Square Enix sẽ đem đến nhiều thông tin hơn về phiên bản remake đình đám này của trò chơi trong sự kiện E3 sắp được tổ chức trong tháng 6 tới đây. Các bạn có suy nghĩ gì về trailer mới này của Final Fantasy 7 Remake? Hãy cho bọn mình biết ở bên dưới phần comment nhé. Và như thường lệ, tiếp theo đây sẽ là phần điểm tin. Dù đã được nhà hàng từ trước, tuy vậy thì Capcom vẫn biết rõ cách làm người chơi của họ bất ngờ. Trong phần đầu tiên của buổi livestream State of Play thì trailer mới nhất của phiên bản mở rộng của Monster Hunter World là Iceborne đã được tung ra. Trong phần này thì cốt truyện mới cùng với khu vực núi tuyết mới sẽ là nơi để các thợ săn khám phá, và tất nhiên là không thể thiếu được những con quái vật để cho các hunter săn lùng. Chúng ta có sự trở lại của Nagakuga, con quái vật flagship của phiên bản Freedom Unite. Bên cạnh đó thì trailer cũng giới thiệu đến với người chơi những con quái thú hoàn toàn mới xuất hiện trong Iceborne, gồm có Banbaro, Beltodus và trên hết là con rồng băng Elder Dragon, Valkana.
Các tính năng khác được giới thiệu trong bản mở rộng Iceborne như cấp độ G-Rank mới cho các thợ săn mang tên là Master Rank, khẩu súng Slinger này có thể bắn dây và áp sát vào quái thú. Ngay bây giờ các bạn có thể đặt mua Monster Hunter World Iceborne trên PS4 với nhiều tùy chọn và phiên bản khác nhau. Tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý rằng các bạn phải sở hữu tựa game gốc để có thể chơi được những nội dung trong phiên bản mở rộng này. Iceborne dự kiến sẽ được phát hành trên PS4 và Xbox One vào ngày 6 tháng 9 tới đây, còn phiên bản PC đang được Capcom dự kiến cho ra mắt trong quý 4 năm nay. Cũng trong sự kiện State of Play thì một đoạn teaser ngắn đã được công bố, và trong đoạn teaser này cho thấy một đội quân nhỏ gồm 4 thành viên được trang bị đầy đủ các loại súng ống để thám hiểm ở một khu vực rừng nhiệt đới, và ở trên cao thì cái bóng tàng hình quen thuộc của kẻ săn mồi Predator đang rình rập dần dần hiện ra cùng với cái tên của trò chơi là Predator Hunting Ground. Rất giống với bối cảnh của bộ phim Predator gốc được sản xuất vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tựa game mới của kẻ săn mồi thượng đẳng có vẻ như sẽ là một tựa game bắn súng tập trung chủ yếu vào phần trên mạng khi mà người chơi phải kết hợp với nhau để triệt hạ Predator. Cuộc đi săn này dự kiến sẽ được bắt đầu trong năm 2020 trên hệ máy PS4. Epic Games tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường bằng cách đưa tựa game bắn súng Ghost Recon Breakpoint mới được công bố trong tuần vừa rồi lên cửa hàng của mình. Với những người yêu thích những tựa game của Ubisoft thì đây không phải là một tin quá bất ngờ khi các tựa game trước đây của họ bao gồm Anno 1800 hay The Division 2 cũng đều không được phát hành trên Steam mà về với nhà Epic Games. Mặc dù trước thời gian phát hành thì cả hai tựa game trên đều đã được lên kế hoạch để ra mắt trên Steam, nhưng đó là thời gian mà Ubisoft chưa có hợp tác cùng với Epic. Cùng với những thỏa thuận hợp tác này thì những tựa game trong tương lai của Ubisoft có lẽ cũng sẽ chỉ được đưa lên Uplay hoặc Epic mà thôi. Ghost Recon Breakpoint sẽ là tựa game chính thức đầu tiên theo lối phát hành như vậy, và đây quả thực là một tin không vui với những người đang sử dụng và rất hài lòng với hệ thống cũng như là chính sách mua bán của Steam cung cấp. Tựa game indie kinh dị Layers of Fear ra mắt năm 2016 đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng game thủ vì cách thể hiện cốt truyện độc đáo mà lại rất có chiều sâu. Tiếp nối thành công của phần game trước thì nhà phát triển Looper Team đã khởi động dự án hậu bản thứ hai của Layers of Fear. Tựa game này sẽ lấy bối cảnh ở một chiếc du thuyền và lấy đề tài về những thước phim đen trắng thay vì những bức họa ở trong phần 1. Trò chơi vẫn sẽ tập trung vào khơi nên nỗi sợ hãi trong lòng người chơi, lồng ghép vào hàng loạt các chi tiết ẩn dụ để từ đó viết nên một câu chuyện với những thông điệp đằng sau đó. Layers of Fear 2 hứa hẹn sẽ là một tác phẩm kinh dị khiến bạn còn phải trầm trồ hơn nữa, và game sẽ được ra mắt trên Steam vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Khởi nguồn là một nhóm chuyên tạo các bộ phim 3D cuốn hút thì Studio Fold đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực game. Tác phẩm đầu tay của nhóm mang tên là Servus đã kêu gọi được một số vốn khá lớn từ cộng đồng là 1,7 triệu euro thông qua Kickstarter. Điều này chứng tỏ sức hút của Servus cũng như là Studio Fold với cộng đồng game thủ là lớn đến như thế nào. Bản thân các thành viên của nhóm phát triển cũng không thể ngờ được dự án của nhóm lại được cộng đồng ủng hộ đến như vậy. Bởi vậy mà người đại diện của nhóm đã có đôi lời cảm ơn đến toàn thể những người quan tâm đến dự án và sẽ cố gắng hết sức để đưa Servus trở thành một tựa game bom tấn AAA đầu tiên, thể loại mà game đang theo đuổi. Servus là một tựa game với lối chơi chiến thuật nhập vai. Bạn sẽ vào vai là một thuyền trưởng của một con tàu không gian có nhiệm vụ tuyển về cho đội của mình các thành viên theo nhiều cách khác nhau để phục vụ mục đích thám hiểm vũ trụ bao la. Tựa game đã bắt đầu trong giai đoạn phát triển và dự kiến sẽ được ra mắt trên toàn thế giới vào đầu năm 2020. Thể loại Metroidvania là một thể loại cổ điển từ thế hệ trước. Tuy hoài cổ nhưng tác động của nó vẫn còn rất mạnh mẽ đến sự phát triển của làng game hiện đại. Tuy nhiên thì vẫn còn đó một lượng lớn game thủ dành tình yêu cho thể loại này. Đáng tiếc rằng hiện nay những tựa game mang phong cách Metroidvania không thực sự có quá nhiều cái tên gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người chơi. Bloodstained: Ritual of the Night được phát triển bởi một studio nhỏ với cái tên là Outplay, được kỳ vọng rất lớn như là một kẻ kế thừa cho cái tên Castlevania: Symphony of the Night để lại. Lấy bối cảnh Gothic cổ điển, nền đồ họa cùng với lối chơi rất đặc trưng và hệ thống trang bị có chiều sâu khiến cho Bloodstained: Ritual of the Night là tựa game không thể bỏ qua. Game dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Cùng trở lại với thông tin trong nước thì trong tuần vừa rồi là một khoảng thời gian thú vị dành cho những người yêu Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 5 vừa rồi thì Việt Nam chúng ta lần đầu đăng cai tổ chức giải đấu thể thao điện tử MSI, Michigan Invitational, giải đấu thể thao điện tử thuộc bộ môn Liên Minh Huyền Thoại với quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ thể thao điện tử trên toàn thế giới. Vòng khởi động của giải đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó vòng bảng sẽ tiếp tục được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Giải đấu sẽ quy tụ hàng loạt các đội tuyển mạnh nhất trên thế giới hiện nay và sau đó, 4 đội tuyển xuất sắc sẽ giành vé tiếp tục tham dự vòng bán kết và chung kết diễn ra vào ngày 17 và ngày 19 tháng 5 tới đây tại Đài Loan. Giải Thể thao Điện tử Quốc tế 2019, bộ môn Liên minh Huyền thoại, Mid-Season Invitational 2019 là giải đấu do Riot Games sản xuất và tổ chức thường niên giữa hai mùa giải xuân và hè ở tất cả các hệ thống giải đấu Liên minh Huyền thoại trên toàn thế giới và dự tính là sẽ được tổ chức như một bộ môn thi đấu có huy chương tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Giải đấu chính thức sẽ quy tụ 13 đội tuyển vô địch từ 13 giải đấu Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp từ 13 quốc gia trên toàn thế giới nhằm tìm ra nhà vô địch.
Việt Nam với đại diện chính thức là đội tuyển phong vũ Buffalo đang được đánh giá ở thứ hạng sánh ngang với các đội tuyển mạnh trên toàn thế giới và cơ hội đối đầu với những đội tuyển mạnh như là Flash Wolf của Đài Loan, Team Liquid của Bắc Mỹ, SK Telecom T1 của Hàn Quốc, Invictus Gaming của Trung Quốc và G2 Esports của châu Âu. Với chiến thắng trước đội tuyển Vega Squadron trong trận đấu cuối cùng của vòng khởi động, phong vũ Buffalo đã giúp khu vực Việt Nam có tổng cộng 2 đội tuyển góp mặt trong vòng chung kết thế giới 2019 World Championship diễn ra vào cuối năm nay. Ngoài các trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh được Riot Games cấp phép trên các nền tảng phát video trực tuyến tại Việt Nam, thì các trận đấu còn được phát sóng trực tiếp trên các kênh thể thao của Đài Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp. Và những thông tin về MSI cũng đã kết thúc số Fame News của tuần này. Nếu các bạn thích video này, xin đừng quên like, share và subscribe kênh của bọn mình. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye.